đây là đường Võ Nguyên Giáp. Mình sẽ quay từ đường Võ Nguyên Giáp này đến bến phà, rồi đi về Cần Giờ các bạn, ở thành phố Vũng Tàu. Từ đây vô đó khoảng 14 km các bạn. Từ đầu đường Võ Nguyên Giáp ở thành phố Vũng Tàu đi trên đường 30 tháng 4 để đi đến bến phà Vũng Tàu Cần Giờ các bạn, để mình đi về thành phố Hồ Chí Minh dài khoảng 14 km. Vợ chồng mình xin mời tất cả các bạn cô chú anh chị cùng thưởng lãm đường đi từ đường Võ Nguyên Giáp, đường trung tâm ở thành phố Vũng Tàu các bạn, để mình đi tới bến phà Vũng Tàu Cần Giờ dài 14 km của vợ chồng mình. Mình đang đi trên đường 30 tháng 4 các bạn. Gần biển chứ không có cặp biển các bạn, chạy gần biển, biển bên tay phải các bạn. Đường Trần Phú mới chạy cặp biển nha các bạn, đường này thì chạy gần biển. Tàu là có ba đường, đường này với đường Trần Phú nãy với con đường dọc là đường Võ Nguyên Giáp. Thành ra cái đường này cũng là một đường huyết mạch. Thấy trên bản đồ có ba đường chính mà. Đường 30 tháng 4 này và đường Trần Phú chạy cặp biển.
đường Võ Nguyên Giáp.
xô metro các bạn, ở trên đường 30 tháng 4 thành phố Vũng Tàu.
biên giới biển các bạn, mình thấy cái tấm bảng để là khu vực biên giới biển. Chạy lộn đường rồi mình quanh lại các bạn do lạ đường, mình chạy ngược vô trung tâm thành phố Vũng Tàu.
biển rất là đẹp. Dạ, xin chào và cảm ơn các bạn đã xem hết video này. Dạ, xin cảm ơn.